chào các em. Rất là vui khi gặp lại các em. Tiết trước các em đã học là phần 1 của bài 26 rồi, là phong trào kháng chiến chống Pháp trong năm Cố Đức Kỷ 19. Hôm nay các em tìm hiểu là phần thứ 2 của bài 26, đó là những cuộc nghĩa lớn trong phong trào Trần Vương. Thì những cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Trần Vương này thì nó có 3 ý nhỏ các em. Một nhỏ, khởi nghĩa Ba Đình 1886, 1887. Thứ hai, khởi nghĩa Bãi Sậy 1883, 1892. Thứ ba là khởi nghĩa Hương Khê 1885, 1895. Trước hết, các em đi vào thầy là phần 1 nhỏ, đó là khởi nghĩa Ba Đình 1886, 1887. Các em đi vào phần A là căn cứ. Các em biết là căn cứ Ba Đình thuộc huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Gọi là Ba Đình vì mỗi làng có một cái đình và ba làng có ba đình. Đến tận lần này có thể trông thấy cái là đình của làng là kia. Thì các em biết là đây là công sự các em, phòng ngủ của Ba Đình. Thì các em biết là ở bên ngoài cùng các em là cái màu xanh dương đó, đây là khu ngập nước. Tiếp theo là cái vòng màu xanh lá cây các em, đó là ruộng lúa. Tiếp tục là các em biết là cái hàng như mà như là gạch ocaro các em, là màu xanh dương đậm á, đây là lũy tre dày. Tiếp tục là cái phần màu cam đó các em, đó là làng xóm. Rồi tiếp tục nữa là cái phần mà màu đỏ các em, là đó là công sự. Còn đây là lượt đồ vị trí Ba Đình của Má Cao. Các em biết là ngoài căn cứ là Ba Đình ra, các em thì cũng căn cứ nữa các em, đó là căn cứ là Má Cao ở phía là tây bắc của căn cứ là Ba Đình. Các em là căn cứ Ba Đình này thì như các em biết là vào mùa mưa thì Ba Đình này là nổi lên các em, là như một hòn đảo các em, là giữa cánh đồng mênh mông nước. Thì các em biết là cái Ba Đình này là được bao bọc bởi một lũy tre làng dày và hệ thống phòng thủ các em là công sự rất là kiên cố các em ơi. Thì dựa vào địa hình này thì ở ba làng tức là Mỹ Khê, Thừa Đoạn, Mộc Thịnh thì những lãnh đạo phong trào Trần Vương này tất xây dựng là một chiến lược phòng thủ rất là kiên cố. Các em ghi thầy ý thứ hai vào. B về lãnh đạo. Thì cái lãnh đạo của cái bên này thì ngũ là Phạm Bần và Đinh Công Tráng. Đây là hình ảnh các em, hai lãnh đạo các em là Phạm Bần và Đinh Công Tráng đây. Các em biết là Phạm Bần là viên quan chủ chứa chủ chiến các em, Phạm Bần đã cho đến từ quan và ông nó về quê đã kêu gọi là sĩ phu và nhân dân ta là nổ tệ khởi nghĩa. Còn Đinh Công Tráng ở Hà Nam nên là cựu chánh tổng, thì ông đã từng tham gia cuộc khởi nghĩa của Hoàng Tá Viên và Nguyễn Phúc v.v. khi thực dân Pháp đã đánh bắt Kỳ Lợi thứ hai. Về thành phần nghĩa quân thì các biết là gồm có là người Kinh, người Mường và người Thái. Mặc dù là cùng dân tộc là khác nhau như vậy nhưng nhà nghĩa quân ta rất thương yêu nhau và giúp đỡ lẫn nhau. Các em ghi nhận thấy thầy vào. Về diễn biến các em thì cái diễn biến của Ba Đình này là từ tháng 12/1886 cho đến là tháng 1/1887 các em. Thì các em thấy là trên lượt đồ này là ba làng các em là Mỹ Khê, Thường Thọ là Mậu Thịnh. Mậu Thịnh các em, vân vân. Các em biết là Pháp mở một trận tấn công. Là mũi tên Sam Kem là quân Pháp đã tấn công. Mũi tên đỏ này là quân ta bị đánh bại. Các em, thì khi mà Pháp mở cuộc là tấn công một căn cứ này thì những quân ta như biết là đã đầy đủ là nhiều cuộc là tấn công một đợt kem vân vân và đã cầm cự trong suốt là 30-34 ngày đêm. Thì sau đó thì Pháp có liều chết kem là đã dùng công minh, các em dùng công minh kem và phun dầu đây và đốt cháy bên này các em. Thì lúc là cuối cùng các em là nghĩ quân ta nó phải là như các em biết là mở một con đường các em là máu các em là rút lên là căn cứ là Má Cao.
cái gì mà hút trên đỏ cái hút đi kem nó cao. Và đêm 21 1800 là 87 kem. Thì đến sáng 21 1887 thì phát triển được là cái căn cứ Bà Đình. Cơ nha. Thì cái biết là lúc này kem là phát điên cuồng kem là sao là triệt phá căn cứ này kem, đồng thời là bắt chủ đường kem là phải xóa trên Bà Đình này là trên bản đồ. Và những người nào mà nhắc tới thêm bản đề này là những người bị xử phạt rất là nặng. Các em ghi nhận thấy ý này vào kia. Vì sao lúc đó rút lên cứ mắc cao các em? Cái biết định cứ mắc cao này thì nằm ở phía là tây bắc của căn cứ Bà Đình. Thì nơi có một vị trí để rất là hiểm trở các em. Và hệ thống phòng ngự rất là kiên cố. Đây là căn cứ lớn thứ hai của sông căn cứ là Bang Bà Đình, là do Hà Văn Mao là người Mường là chỉ huy. Ngày 2 tháng 2 1887 thì các em biết là phát tiến vào căn cứ Mắc Cao và trung dùng lực lớn để khép chặt bao vây và cô lập căn cứ này. Thì các em biết là do lực lượng là quá chất lực như vậy thì nghĩa quân ta vẫn là kem là chúng cử là gì kháng cự là không muốn nổ kem, và cuối cùng kem là như là gì chiến đấu một thời gian ngắn và tan rã. Thì cái biết là Phạm Bàn Hà Văn Mao này đã tự sát, còn Đinh Công Trắng là bị pháp bắt và bị giết. Chỉ vậy khởi nghĩa Bà Đình thất bại các nha, thì pháp bị thiệt hại nặng nề, nhưng trận chiến đấu của nghĩa quân ta rất là dũng cảm. Từ năm 1883 thì vùng đất Bắc Kỳ này vốn có phong trào phát pháp rất là mạnh mẽ, nó bùng nổ kem, đó là khởi nghĩa Bát Sảnh. Kem chuyển qua là phần thứ hai nhỏ là khởi nghĩa Bát Sảnh 1 tháng 3 1892. Kem đi về căn cứ, kem biết là Bát Sảnh là vùng lao sảnh Ung Tùm nha, và đầm này là thuộc các huyện như là Văn Lâm, Văn Giang v.v. là thuộc tỉnh là Hưng Yên v.v. Thì kem biết là ban ngày nghĩa quân ta là ẩn núp trong Bát Sảnh này, và ban đêm nghĩa quân ta đem quân ta là truy kích và đột kích quân địch và gây chúng là nhiều rất nhiều khó khăn. Cái bên đây là lực đồ là căn cứ là Bát Sảnh các nha. Thì căn cứ Bát Sảnh này là như các em thấy bây giờ này thì nó có hai căn cứ chính các em, nó có hai căn cứ. Một là căn cứ của Bát Sảnh của Nguyễn Đình Thuật, và thứ hai là căn cứ các em là của hai sông là của Đốc Tiết sau này. Các em biết về lãnh đạo thì lãnh đạo kiến thiết khai về Bát Sảnh này thì chia được hai thời kỳ các em, là thời kỳ đầu từ năm 1883 đến 1885 thì dưới đến hoạt động của nghĩa quân thì sự lãnh đạo của Đinh Gia Quế. Từ năm 1885 đến 1892 các em nha, thì cái biết là vai trò lãnh đạo này là thuộc về là Nguyễn Thị Thuật. Vấn đề thủ lĩnh là cao nhất là cuộc là khởi nghĩa của cái bãi sảnh này. Cái biết là Nguyễn Đình Thuật này sinh năm 1844 và mất 1926. Cái biết là ông này là quê ở làng là Yên Mỹ là Hưng Yên. Vâng, năm 1826 thì ông là đỗ cử nhân và được phong làm tán tương là quân vụ, tức là Hưng Hóa. Tháng 8 1883 thì ông này là mưu đánh Úc không thành kiêm thành tỉnh Hải Dương, và sau đó ông này đã phải là gì cũng là sang Trung Quốc là cầu viện để tiếp tục duy trì được cuộc khởi nghĩa này. Mùng tháng 7 1885 thì ông về nước là tổ chức là chống lại Pháp, ông tập lập ra những đội quân nhỏ trong phong trào lớn và quy mô tổ chức rất lớn kem là ở tỉnh Đồng bằng Bắc Kỳ. Về phần diễn biến thì cái biết là khởi nghĩa Bát Sảnh này là bùng nổ một năm 1883 để kem cứ nhìn thấy cờ năm 1883 như nào hoạt động thường xuyên. Cái biết là ngoài cái cứ bắt xảy ra thì còn có kem là những cái hoạt động khác như là hoạt động ở vùng đất là Hải Dương kem nha, rồi là vùng đất khác như là phải nói là Hải Dương kem là Hải Phòng rồi vân vân. Từ năm 1885 đến 1889 kem thì thực dân Pháp phối hợp lực lượng của Tây Sai là Hoàng Cao Khải kem là tấn công liên tục vào căn cứ là Bát Sảnh này
Đâu? Thì nghĩ quân ta đã phải là chống cự rất là vất vả cơ. Cái ghi nhận thấy ý thứ hai vào cơ. Nhưng mà thì sau những lần chúng vất vả như vậy thì lực lượng quân ta bị hao mòn rất là nhiều kem vân vân, và đồng thời lực lượng quân ta là cũng bị là pháp là kia là bao vây và cô lập. Các nghiên tiếp một ý nữa kem. Trước đường ngày một khó khăn như vậy, 1889 thì Nguyễn Huệ này đã sang Trung Quốc để cầu viện vân vân, và giao quyền chỉ huy lại cho em là Nguyễn Thiện Kế và một người một số chỉ huy khác, đó là gì em là Đốc Tít và Đốc Vinh. 1892 thì em biết là những người khởi nghĩa này em là lần lượt em là gì là sau trận là ra chiến Pháp là đã hy sinh vân vân, và khởi nghĩa đã tan rã dần. Và thì trong phong trào gần vương quốc thế kỷ 19 thì có một cuộc khởi nghĩa lớn có quy mô là gì em là cao vân vân và chiến đấu bền bỉ hơn cả, đó là cuộc khởi nghĩa là Hương Khê 1855-1895. Theo nghe thầy phần ba nhỏ là cuộc khởi Hương Khê 1855-1895. Cái đi phần A đó là phần lãnh đạo. Lãnh đạo cuộc khởi Hương Khê này thì gồm có là Phan Đình Phùng và Cao Thắng. Em ghi nhận luôn kìa. Đây là Phan Đình Phùng đó kìa. Phan Đình Phùng sinh năm 1847, mất 1895, người làng Đông Thái là xã Châu Phong, huyện Đức Thọ, kem là Hà Tĩnh. Ông Đỗ Đình Minh tiến sĩ, vân vân. Lúc đầu ông được là phong được chức là chi huyện là Yên Khánh ở Ninh Bình, và sau đó kem được gọi về kinh đô kem và xung làm là viện đô sát làm ngự sử. Năm 1803 thì do phản đối việc là vua phe chủ chính kem là phản đối việc là phế dục đức lập và hiệp hòa lên là vua, cho ông bị cắt chức và đuổi về quê. Năm 1855 thì ông hưởng chức Cần Vương vân vân, và đã trở thành là thủ lĩnh cao nhất của phong trào Cần Vương. Còn Cao Thắng sinh năm 1864, mất 1893, là quê ở Hàm Lại các em. Ông là một dũng tướng trẻ các em, xuất ra bình nông dân. Ông tham gia đội quân của là đội Liệu, tức là chân là tiết Trần Quang Cán vân vân, sau đó bị bắt và giam ở Hà Tĩnh. Là sau khi mà thoát được tù rồi thì ông đã về quê và tự nguyện đứng dưới cờ khởi nghĩa của Phan Đình Phùng. Các em ghi nhận thầy phần này. Các em ghi thầy hai ý này vào thôi. Đi và B về căn cứ. Cái đi căn cứ kem là dựa vào đường núi hiểm trở của núi đường kem thì Nguyễn Quân đã xây dựng là 4 căn cứ chính kem. Một là căn cứ là Cồn Chùa kem, tức là ở Sơn Lâm, tức là Hà Tĩnh vân vân. Đây là căn cứ là An Ngữ có đường là Nghệ An vân vân. Đây là căn cứ dùng để cất giữ lương thực và rèn đúc vũ khí. Thứ hai là căn cứ là Thượng Bồng Hạ Bồng kem là ở Tây Nam Đức Thọ Hà Tĩnh vân vân. Thì kem là căn cứ này là được xây dựng là trên hai con sông là sông Ngàn và sông Trương. Vâng vâng, thì kem biết là cái nghĩa quân ta đã dựa vào kem là trong nghĩa trong căn cứ này kem là nghĩa quân ta đã xây dựng được là các đồn lũy đồn trại và ông là các bãi tập vân vân, và đây là căn cứ lần lớn nhất của cuộc khởi nghĩa trong ngày đầu của cuộc khởi nghĩa kem là Hưng Khê. Thứ ba là căn cứ và đấy là kem là Trùng Khê là Chí Khê kem ở hai xã là Hương Ninh và Hương Thọ kem ở Hương Khê Hà Tĩnh vân vân, và đây là căn cứ là dự trữ kem có đường sang Lào phòng khi là địch bao vây. Và căn thứ ba là căn tư là căn cứ là Vũ Quang kem là được xây dựng nằm sâu ở trong rừng và giáp ranh với lại Lào vân, và căn cứ này được xây dựng là được thiết là tự nhiên vân, và đây là căn cứ là phải nói thì kim là lớn thứ hai của cuộc khởi nghĩa kem là trong những ngày cuối của cuộc khởi nghĩa. Như vậy thì căn cứ chính lúc bây giờ kem thì vẫn là căn cứ là Ngàn Trươi kem là Hương Khê là Hà Tĩnh. Đây là lược đồ kem là căn cứ kem là Ngàn Trươi kem là Hà Tĩnh đây. Về địa bàn thì như kem biết là địa bàn của cái quân hoạt động kem là trải dài trên là 4 tỉnh kem, nhất là Thanh Hóa, thứ hai là Nghệ An,
thứ ba là Hà Tĩnh và thứ bốn là Quảng Bình, vân vân. Thì Kem biết là trên địa bàn bốn tỉnh này Kem thì nghĩa quân đã phân bố lực lượng Kem là cùng với là 15 quân thứ Kem, chỉ một quân thứ này là từ là 100 đến là 500 người, vân vân. Chỉ có một quân thứ đóng ở trung tâm đâu là Đại Bản Doanh, là do phải nói là Phan Đình Phùng Kem là trực tiếp là chỉ huy, còn các quân thứ khác Kem là đóng ở các địa phương. Chứ phải đi giữa Đại Bản Doanh và quân thứ này là có sự là liên hệ là mặt là thiết nhau để đảm bảo như là gì, là đảm bảo là sự chỉ huy là thống nhất với nhau. Nhưng mà thì Kem biết là cái căn cứ này Kem là được trải dài được xây dựng là trên là 4 tỉnh, vân vân. Nhưng mà thì nghĩa quân ta là còn đúc được là súng trường là theo cửu pháp 1874, vân vân. Thế thì Kem biết là những khẩu súng mà do người nghĩa quân chế tạo đúc ra Kem thì giống như người Pháp, nhưng mà chỉ có hai điểm là khác người Pháp thôi. Nhất là trong nòng súng Kem là không có đánh xoáy, và cái thứ hai là xoáy yếu, cho nên vì vậy mà bắn kém chính xác hơn. Về diễn biến Kem nha, thì diễn biến Kem làm khởi nghĩa này chia thành là hai giai đoạn Kem, giai đoạn một từ năm 1885 đến 1888 và trận 2 từ 1888 đến 1896. Thì Kem biết là cho giai đoạn một này thì cái quân ta lo gì Kem là tổ chức huấn luyện, xây dựng căn cứ, tích trữ lương thực và rèn đúc là vũ khí. Đây là một số là vũ khí Kem của nghĩa quân Hương Khê đây. Đây là giáo mát đây Kem. Đây là súng trường. Đây là xưởng đúc súng Kem của Cao Thắng theo mẫu của người Pháp, bằng cách là Cao Thắng này là gỡ từng bộ phận của súng ra và đúc theo đúng như vậy. Giai đoạn 2 từ năm 1888 đến 1895 thì giai đoạn 2 này Kem là nghĩa quân ta đã dựa vào rừng núi hiểm trở của nước rừng Kem là tấn công là quân địch Kem. Vậy thì Kem là bằng nhiều hình thức là đánh pháp, như là đánh bằng du kích có, đánh lớn có, đánh du kích đây là lấy ít đánh nhiều, còn đánh lớn đây đánh trừng trận Kem là đem quân ra đánh vân vân. Thì với nhiều cách đánh như vậy Kem thì đã thu được nhiều thắng lợi và đẩy được là nhiều cuộc càn quét của quân địch. Kem ghi nhận thầy về ý này và vậy thì để có thể đối phó lại nghĩa quân thì lúc này là Pháp đã phải là tập trung binh lực là một, thứ hai xây dựng nhiều hệ thống đường móc là dày đặc nha. Rồi người Pháp này Kem là gì, là mở những cuộc là khủng bố là càn quét, đồng thời là ra sức Kem là cho quân là phải nói là bao vây cô lập, đồng thời là tấn công trực tiếp vào căn cứ Ngàn Trương. Trước sự tấn công dồn dập của nghĩa quân như vậy thì lực nghĩa quân ta bị hao mòn Kem vân vân. Và để có thể dập tắt cuộc khởi nghĩa này thì lúc này Kem là Triều Nguyễn này đã cử ngay là Nguyễn Thân Kem là kinh lịch sứ đại thần Kem đã đem 3.000 quân là vì Kem là người có nhiều kinh nghiệm trong cuộc đàn áp này, cùng với lệ pháp Kem là bao vây và tiêu diệt là cuộc khởi nghĩa này vân vân. Thì trước sự tấn công là ác liệt như vậy Kem thì Phan Đình Phùng này đã bị thương và hy sinh vào ngày 28/12/1895. Sau khi thủ lĩnh mất rồi Kem thì cuộc khởi nghĩa này tan rã dần. Kem ghi thấy ý thức tiếp theo Kem. Kem ghi thấy một ý kết quả là ngày 28/12/1895 thì Phan Đình Phùng là hy sinh, nghĩa quân tan rã. Kem xem một đoạn clip về khởi nghĩa Hương Khê. Khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn nhất, độc đáo nhất và kéo dài nhất trong phong trào Cần Vương cuối thế kỷ 19. Cuộc khởi nghĩa do Đình Nguyên tiến sĩ Phan Đình Phùng lãnh đạo với sự trợ giúp của Cao Thắng, Ngô Quảng, Cao Đạt, Hà Văn Mỹ, Nguyễn Chanh, Nguyễn Trạch.
Địa bàn hoạt động của nghĩa quân bao gồm 4 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Trong đó địa bàn chính vẫn là Nghệ An, Hà Tĩnh. Phan Đình Phùng đã chia địa bàn 4 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình thành 15 quân thứ, xây dựng những chiến tuyến cố định, mạnh, kết hợp lưới đánh du kích với lưới đánh lớn. Cuộc khởi nghĩa Hương Khê đã gây cho Pháp nhiều tổn thất lớn. Những chiến thắng của Phan Đình Phùng như trận đánh Úc Thành, Hà Tĩnh, bắt sống tri phủ Đinh Nho Quang năm 1892, trận Vạn Sơn tháng 3 năm 1893, trận tập kích Hà Tĩnh lần thứ 2 năm 1894, và trận Vũ Quang tháng 10 năm 1894, được coi là một thành tựu của nghệ thuật quân sự Việt Nam lúc đó. Phó tướng Cao Thắng là người có tài chế súng theo kiểu năm 1874 của Pháp. Thực dân Pháp phải huy động một lực lượng quân đội lớn với nhiều vũ khí hiện đại mới đàn áp được cuộc khởi nghĩa. Cao Thắng hy sinh lúc mới 30 tuổi. Phan Đình Phùng tạ thế ở Núi Quạt ngày 28 tháng 12 năm 1895. 23 bộ tướng của ông cũng bị giặc Pháp bắt và xử tử tại Huế. Đầu năm 1896, những tiếng súng cuối cùng của phong trào Trần Vương cũng kết thúc. Các anh xem đây là khu di tích lăng mộ Phan Đình Phùng tại quê nhà đấy em. Tại sao nói cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương? Là vì sao các em? Thứ nhất, lãnh đạo phần lớn là các văn thân cùng quê nhà nên dễ tập trung lực lượng. Cái thứ hai, thời gian kéo dài vì căn cứ được xây dựng ở vùng núi hiểm trở. Thứ ba, quy mô rộng lớn, thống nhất, chặt chẽ. Thứ tư, tính chất ác liệt, chống Pháp và triều đình lập được nhiều công lớn. Đây là một số hình ảnh về lễ hội của Hương Khê để tưởng nhớ đến công lao của Phan Đình Phùng và một số tướng lĩnh trong cuộc khởi nghĩa Hương Khê. Đây là phần rước lễ hội đấy em. Đây là phần hội đấy em. Có những trò chơi dân gian như là đá gà. Rồi cờ lâu tập trận rồi đó. Rồi bài học của thầy đây là khép lại các em nha. Thì các em nghe thầy dặn dò đấy các em. Thứ nhất là các em chép bài đầy đủ vào trong tập. Thứ hai là các em làm bài tập củng cố trên trang web thời gian 10 phút kể từ khi link bài tập củng cố được mở ra. Và thứ ba là chuẩn bị bài tiếp theo cho thầy, đó là bài là 27 khởi nghĩa Yên Thế và phong trào tư pháp của đồng bào miền núi. Rồi cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi các em, thầy giảng dạy.